Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tôi vẫn hay nói như vậy. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung. Đấy mới là người cộng sản chân chính. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu. Như tôi hay nói là tay đã chót ít nhiều nhúng chàm rồi thì qua đây tự gột rửa đi. Thế là tốt nhất. Không có bao giờ cái chuyện chùn lại hay là trùng xuống hay là mệt mỏi đâu, không có đâu. Tôi đã nói rồi, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.